Đã đến lúc cần phải giải tán Facebook. Trong một bài viết được đăng tải trên tờ báo The New York Times, Reed Hill, một trong những nhà đồng sáng lập Facebook đã khẳng định đã đến lúc giải tán mạng xã hội Facebook, đồng thời kêu gọi Ủy ban Thương mại Liên bang, FTC, hủy bỏ thương vụ mà Facebook đã mua lại Instagram và WhatsApp cách đây nhiều năm để tạo nên nhiều sự cạnh tranh hơn trên thị trường mạng xã hội. Trong bài viết của mình, Hill lập luận rằng Facebook đã trở nên độc quyền và điều này đã hạn chế tính cạnh tranh và kìm hãm sự đổi mới. Người dùng không thể chuyển sang một mạng xã hội khác để thay thế Facebook vì không có đối thủ cạnh tranh nào xứng tầm Facebook đang tồn tại. Hill cho biết từ năm 2011 không có thêm một mạng xã hội nào mới được thành lập và 84% doanh thu quảng cáo trên mạng xã hội thuộc về Facebook. Tuy nhiên, Hill cho rằng vấn đề của Facebook không chỉ dừng lại ở việc độc quyền và làm mất đi tính cạnh tranh, mà theo nhà đồng sáng lập này chính là vì quyền lực mà mạng xã hội này đang nắm giữ. Hill cho rằng hiện tại Mark Zuckerberg Ông chủ Facebook đang nắm giữ một quyền lực không thể kiểm soát và có tầm ảnh hưởng vượt xa bất kỳ ai khác trong chính phủ hoặc trong giới doanh nhân. Mark là một người tốt, nhưng tôi tức giận vì sự tập trung vào tăng trưởng của anh ấy đã khiến Mark hy sinh sự an toàn và văn minh cho những cú kích chuột, Hill viết. Theo Chris Hill thì thuật toán của News Feed, dòng thời gian trên Facebook đưa ra các nội dung mà hàng trăm triệu người dùng Facebook xem hàng ngày, nhưng không có các quy tắc để xác định nội dung nào được coi là chứa ngôn từ kích động và thù địch không có sự giám sát dân chủ nào về các nội dung được hiển thị trên news feed. Trong khi đó, Mark Zuckerberg, với vai trò là chủ tịch, CEO và là người nắm cổ phần lớn nhất tại Facebook, có quyền quyết định các thuật toán hiển thị nội dung trên Facebook mà không có ai kiểm soát quyền lực của Zuckerberg tại Facebook. Cũng theo Hill, chính việc nắm giữ Facebook, Instagram và WhatsApp, ba nền tảng mạng xã hội và liên lạc lớn nhất hiện nay sẽ giúp cho Mark Zuckerberg có một quyền lực cực lớn. Tầm ảnh hưởng của Mark rất đáng kinh ngạc vượt xa bất kỳ ai khác trong giới doanh nhân hoặc trong chính phủ. Khi Mark nắm quyền kiểm soát ba nền tảng truyền thông cốt lõi, Facebook, Instagram và WhatsApp, mà có hàng tỷ người sử dụng mỗi ngày, Chris Hill viết thêm, một mình Mark có thể quyết định cách cấu hình thuật toán Facebook để xác định những gì người dùng nhìn thấy mỗi ngày trên newsfeed của họ, những thiết lập bảo mật nào người dùng có thể sử dụng và cách thức các tin nhắn được gửi. Mark đặt ra các quy tắc về cách phân biệt lời nói bạo lực và gây kích động và anh ta có thể dập tắt các đối thủ cạnh tranh bằng cách mua lại hoặc sao chép các tính năng của nó. Tôi đã thất vọng với chính mình và nhóm cộng sự đầu tiên của Facebook vì không nghĩ nhiều đến việc các thuật toán của Newsfeed có thể làm thay đổi văn hóa của chúng ta, ảnh hưởng đến kết quả bầu cử và làm tăng quyền lực của các nhà lãnh đạo quốc gia. Rick Hill chia sẻ thêm, và tôi lo lắng rằng Mark được bao quanh mình bởi một đội ngũ đang củng cố niềm tin của anh ấy. Cùng với việc kêu gọi giải tán Facebook, Nhà đồng sáng lập Reed Hill còn kêu gọi chính phủ Mỹ thành lập một cơ quan để chuyên giám sát các hãng công nghệ như Facebook, mà theo Hill cơ quan này sẽ có nhiệm vụ bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và đưa ra các quy định về cách thức Facebook hoạt động. Đáp trả lại lời kêu gọi, giải tán từ chính người đã từng tạo ra mình, đại diện Facebook cho biết hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp nhưng Facebook không thể bị giải tán vì đang quá thành công. Facebook chấp nhận rằng đi đôi với thành công chính là trách nhiệm nhưng bạn không thể thực thi trách nhiệm bằng cách kêu gọi giải tán một công ty thành công của Mỹ, Nick Clegg, phó chủ tịch phụ trách các vấn đề về truyền thông toàn cầu của Facebook cho biết. Reed Hill là nhân vật mới nhất trong số các doanh nhân và nhà lãnh đạo các hãng công nghệ nổi tiếng kêu gọi một quy định chặt chẽ hơn để giám sát Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác. Hiện tại nhiều quốc gia cũng đang gấp rút đưa ra các biện pháp để kiểm soát Facebook hiệu quả hơn sau hàng loạt vụ bê bối làm lộ thông tin của người dùng cũng như phát tán thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Sinh năm 1983, Hugh là bạn ở chung phòng ký túc xá tại trường Đại học Harvard với Mark Zuckerberg, cùng với Dustin Moskovitz, Andrew McCollum và Eduardo Saverin tạo nên mạng xã hội Facebook. Trong thời gian đầu của mạng xã hội Facebook, Hugh đóng vai trò thử nghiệm, đánh giá và đưa ra ý tưởng về các tính năng mới trên Facebook. Khi Facebook được mở rộng ra toàn cầu, Hugh trở thành người phát ngôn viên chính thức của mạng xã hội này. Thay vì bỏ học để tập trung vào Facebook như Mark Zuckerberg, Hugh đã hoàn thành nốt việc học của mình tại trường Harvard và quay trở lại làm việc tại Facebook sau khi đã tốt nghiệp. Năm 2007, Hugh rời bỏ Facebook để tham gia chiến dịch tranh cử của Tổng thống Barack Obama. Năm 2008, hiện Hugh là nhà sáng lập của nhiều dự án hoạt động vì cộng đồng. Tê thủy